Hải đảo Thế Kỷ có một chỗ lấp cực kỳ đỉnh cao mà chỉ cần đứng ở đây thôi, chắc chắn rằng không ai có thể tấn công vào bạn cả, rất thuận lợi cho việc leo rank. Ngay bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn xem, chỉ cần nằm ở vị trí này với ngay lập tức một chiếc barrier chắn ở phía trước, bạn hoàn toàn có thể nhìn ra hai cánh xung quanh, bắn vào đối phương hay bất kỳ một đối tượng nào với khả năng trúng đầu là cực kỳ cao. Nhưng có một điểm đặc biệt nữa, đó là tại khu vực đảo quân sự có một chỗ mà gần như khi nằm vào trong này bạn bắn vào bất kỳ ai cũng sẽ bị fake down. Đấy các bạn thấy không, cái tủ nằm tại khu vực thung lũng làng thông ấy, nó chỉ cần bạn nằm ở trong đấy thôi là ngay lập tức đối phương có trèo lên trên nồi bắn xuống bao nhiêu đam đi chăng nữa vẫn không bao giờ có ký hiệu nốc nha các bạn, bởi vì đây là đam fake, đây là đam hoàn toàn giả. Và khi bạn nằm trong cái thùng này ấy, bạn gần như là bất tử với cái khả năng tấn công vào đến từ khu vực dưới nồi, gần như không thể nào sờ được vào người bạn luôn. Quá là một chỗ nấp đỉnh cao. Sở hữu ngay bao tay hai ngón Meno tại đây nhá. Bao tay của tuyển thủ chuyên nghiệp chống mồ hôi, phút tâm đỏ, siêu đỉnh, siêu tiết kiệm. Sở hữu ngay Cúc Cam, bình luận viên Free Fire số 1 Việt Nam.